Bồ Tát giúp có nơi ở, linh ứng Quán Thế Âm Bồ Tát. Mình về nhà hay thức mới này vào ngày mồng 1 Tết Nguyên Đán, ngày 1 tháng 1 năm 2022. Đến nay đã được 6 tháng. Tất cả là nhờ Bồ Tát cứu độ và giúp đỡ. Do không có nơi tu hành và nhà của mình khá chật chội, không có không gian riêng tư, nên mình cầu nguyện Bồ Tát giúp con có nơi tu hành. Bỗng nhiên, bố mẹ của mình lại phát tâm muốn sửa chữa cho mình một căn phòng nhỏ 30m² để chuyên tu và học tập. Dù bố mẹ chẳng phải Phật tử, nhưng cũng muốn cho mình một nơi riêng để tu hành, quả thật kỳ diệu. Tuy nhiên, hoàn cảnh mình rất khó khăn, để xây dựng lại cần rất nhiều tiền. Mặc dù bố mẹ mình là thợ xây lành nghề lâu năm, nên đã tiết kiệm được một khoản tiền công, nhưng vẫn thiếu tiền xây thất. Vậy là bà con hàng xóm, các chú, các anh liền xúm lại giúp đỡ mình xây thất này. Cứ cần là có các anh, các chú đến giúp đỡ ngay. Đến lúc thiếu tiền, mình lại cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm để nhờ Ngài giúp đỡ. Bỗng có cô Phật tử nghe tin này liền giúp đỡ cho mình mượn 20 triệu đồng để xây dựng. Khi nào có thì trả lại cho cô sau. Cứ như vậy mà mọi chuyện được hoàn thành thuận lợi, nhanh chóng. Trong suốt quá trình xây thất thì cứ đến lúc nào vừa hết tiền thì bỗng có tiền thưởng từ cơ quan, tiền thưởng từ tộc họ cũng giúp mình xoay sở cho đến khi xong tịnh thất nhỏ này. Mình cảm thấy thật sự rất nhiều linh ứng kỳ diệu khi Bồ Tát Quán Thế Âm luôn bên cạnh mình không rời. Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Ha ha ha, Bụt Sam Mô Ni So Ha.